Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày đầu tuần, tuy nhiên là cũng mệt mỏi quá. Có rất nhiều những cái việc cần phải giải quyết vào ngày thứ hai. Tuy nhiên thì trong một cái chừng mực nào đó, tôi cũng cố gắng trao đi cái thông điệp cho quý vị và các bạn. Chủ đề mới ngày hôm nay là thẩm phán xét xử rồi, có được xét xử lại. Trở về câu chuyện của vị khách hàng của tôi, chị bảo rằng là người ta kiện chị liên quan đến cái quyền sử dụng đất chị đang ở, và trong cái quá trình thu thập chứng cứ hòa giải không thành, bản án đã xử. Đặt giả sử là thẩm phán Nguyễn Văn A là tòa án cấp quận, huyện xử, và lên trên là ba thẩm phán và không có đồng ý, cho nên ba thẩm phán là thẩm phán XIM. Chị bảo với tôi rằng là bản án của chị đã hủy, tức là thiếu, cần phải bổ sung, sửa chữa thêm mà cấp phúc thẩm không thể tự mình tìm được cái chứng cứ. Và nếu trong trường hợp cấp phúc thẩm không thể xem xét lại, cho nên trả cái bản án mà thuộc ngữ dân nhà luật á, gọi là hủy bản án trở về sơ thẩm. Chị hỏi với tôi rằng là cô Thu luật sư ơi, vậy thì khi mà vòng lại về ở cấp quận huyện thì thẩm phán A đó có xử lại hay không? Và khi mà sau khi mà xử xong rồi đó, mà cái quyền kháng cáo lên trên đó, thì thẩm phán, những cái thẩm phán phúc thẩm trên có cái quyền xử lại hay không? Đó là cái câu trả lời. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự thì những vụ án, vụ kiện đã được thẩm phán xét xử bằng một cái phán quyết, có thể rằng là quyết định đình chỉ, quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự hoặc bản án, thì sau này trong trường hợp có hủy trở lại thì thẩm phán đó phải từ chối hoặc không được nhận lại, để tránh những trường hợp đó. Là những cái quy định của pháp luật mà chúng ta cần phải biết. Trước đây thì tôi cũng san sẻ với quý vị và các bạn, tôi có một cái vụ án nó như thế này. Trước kia thì thẩm phán X này trong một cái vai trò là thư ký, và ký tên trên một cái số văn bản như là tống đạt, như là biên bản hòa giải. Thì năm dài tháng rộng, sau khi mà sơ thẩm rồi lại tới phúc thẩm và quay lại sơ thẩm, thì vị này đã lên thẩm phán. Thì sau khi sao chụp một cái hồ sơ, mà tôi nói thiệt với quý vị và các bạn, cái hồ sơ đó thì cũng cỡ 10 năm, hồ sơ dày lắm. Và tôi mới có được một cái phát hiện cái điều đó, và tôi có bỏ nhỏ vị này. Tôi bảo rằng là thẩm phán ơi, trong trường hợp này tôi thấy rằng là trước đây thì thẩm phán trong cái vai trò là thư ký đã ký một số biên bản tống đạt và biên bản hòa giải. Hiện tại thì nếu thẩm phán thụ lệ thí lại trong cái vụ kiện này thì có lẽ là nó sẽ có những cái vi phạm về mặt tố tụng, và vị này cũng đã báo cáo lên lãnh đạo thay đổi. Thưa quý vị và các bạn, để khách quan trong một cái vụ kiện thì thẩm phán sau khi đã xử chúng ta ở cái cấp sơ thẩm rồi, sau khi xử chúng ta ở cấp phúc thẩm rồi, cho dù là bản án đình chỉ, cho dù là quyết định công nhận sự thỏa thuận hoặc là bản án, thì nếu trong trường hợp quay lại xét xử theo thủ tục chung thì vị thẩm phán trước đây đã thụ lý rồi thì không được xét xử. Tôi có một cái vụ kiện mà tôi còn nhớ, ở một cái tòa quận huyện ha, quý vị và các bạn, có tổng cộng là 8 thẩm phán. Thì quay lại sơ thẩm, không biết vì lý do gì đó mà ở sơ thẩm quay đi quay lại vòng qua, và hết 6 thẩm phán. 6 thẩm phán đã thụ lý giải quyết. Các bạn thấy không, cái vụ việc nó rất là phức tạp.
Thì tòa án đó giờ chỉ còn có một thẩm phán và một vị phó chánh thì phải, là chưa có thụ lý cái vụ việc, vụ kiện dân sự này thôi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một cái vai trò gửi đến quý vị và các bạn những cái thông tin rất là cơ bản về kiến thức pháp luật dân sự, hy vọng rằng trong những cái kiến thức này các bạn sẽ thấy được những cái kiến thức pháp luật mà có lẽ nếu như trong trường hợp các bạn ở vùng sâu, vùng xa, các bạn không thể đến được văn phòng luật sư, thì luật sư Thu sẽ tặng cho quý vị và các bạn những kiến thức rất là bổ ích, đúng như chương trình Nhưng Ta Phải Biết Luật Ta. Và thuế theo yêu cầu của một số các anh chị em thì tôi sẽ cố gắng làm cho quý vị và các bạn một số cái lĩnh vực về bất động sản. Các bạn nếu có quan tâm thì chúng ta hãy xem. Còn nữa, nếu như trong trường hợp các bạn chỉ xem những cái video nào nó na ná, nó giống giống, nó tựa tựa, nó có những cái tình tiết gần với mình. Ví dụ như cách đây một ngày thì tôi có một cái vụ kiện và vị này đã gọi cho tôi vào ngày Chủ nhật. Thì vị độc giả này bảo rằng là tôi thấy một cái tình tiết, luật sư đưa ra những cái tình tiết giảm nhẹ trong cái vụ án treo, và tôi thấy rằng là cái này nó gần giống với tình tiết của gia đình tôi quá, tôi mạnh dạn hỏi cho luật sư. Và cũng nhắc nhở với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta rằng tôi sẽ tiếp tất cả quý vị và các bạn, bất cứ ai gọi trong cái khung giờ từ 8 đến 9 giờ sáng hàng ngày một cách miễn phí. Quý vị và các bạn nhớ nha, 8 giờ đến 9 giờ miễn phí hàng ngày. Nếu hôm nay quý vị không gọi được cho tôi thì chúng ta sẽ gọi vào, canh và gọi vào ngày hôm sau nhé. Còn luật sư còn phải cơm áo gạo tiền hàng ngày nữa. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.